Kính thưa đồng bào thương mến, đây là hình ảnh linh hồn của những anh hùng chiến sĩ trận vong đã được Cha Trời Giêsu cho tỏ hiện ra trong lúc tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện. Và đây là hình trắng đen để cho những ai mắt kém có thể nhìn chi tiết rõ ràng hơn. Và nếu chúng ta xây dựng hướng này, chúng ta thấy đây là một ông rồng vĩ đại đang phun lửa để tiêu diệt bọn quỷ Satan, cũng như tiêu diệt những kẻ cố chấp, kiêu ngạo, hung dữ, ác độc. Đồng bào mau mắn thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp.